Nhằm tăng cường phòng chống lây lan dịch COVID-19 đối với các cơ sở kinh doanh thuốc, chiều nay Sở Y tế Bắc Giang đã có công văn số 696 yêu cầu tất cả các hiệu thuốc khi bán cho những trường hợp mua thuốc bị cảm, sốt, ho phải có khai báo y tế và báo ngay cho y tế của phường, xã, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Yêu cầu này xuất phát từ diễn biến ca bệnh của bệnh nhân 243. Qua kiểm tra dịch tễ cho thấy bệnh nhân 243 có biểu hiện ho, sốt, đã tự đi mua thuốc điều trị tại một nhà thuốc gần nhà. Sau khi tự uống thuốc, bệnh nhân có biểu hiện bình thường và đã đi lại khắp nơi. Đồng thời, Sở Y tế cũng yêu cầu các nhà thuốc cần thực hiện nghiêm túc đầy đủ các bước của quy trình bán thuốc, thông tin tư vấn hướng dẫn sử dụng thuốc không kê đơn, khai thác rõ thông tin tiền sử bệnh của người bệnh. Đối với các trường hợp bệnh nhân có triệu chứng như sốt, ho, khó thở mà nhân viên nhà thuốc không khai thác hoặc không báo cho trạm y tế xã phường để lọt ra cộng đồng thì sẽ bị thu hồi giấy phép hoạt động, tước chứng chỉ hành nghề, đóng cửa nhà thuốc. Tự ý mua thuốc về điều trị khi bị cảm sốt là thói quen của nhiều người dân hiện nay. Đây là một yếu tố gây khó khăn cho việc kiểm soát nhiều ca bệnh có nguy cơ mắc COVID-19.